món gà rán nổi tiếng tại Mỹ với các thương hiệu lớn như KFC, giờ đây đã được cải biên thành nhiều loại gà rán thơm ngon với nhiều loại sốt béo làm phát cuồng các bạn trẻ sành điệu. Gà rán sốt phô mai, gà rán sốt trứng muối, gà rán sốt bơ tỏi, gà rán sốt cay Hàn Quốc, gà rán sốt tương đang rất thịnh hành tại Sài Gòn và rất đông đảo giới trẻ yêu thích. Bạn Phú chuẩn bị đi du học tại Canada, bạn có mong muốn trang bị nghề gà rán làm nghề tay trái khi du học và đã tìm đến thầy y để được thọ giáo bí quyết sản xuất gà rán. Mình tên là Nguyễn Phú và mình đến từ thành phố Lâm Đồng Bảo Lộc. Hôm nay mình đã đến Sài Gòn để học từ thầy y cái món gà rán và các 6 loại sốt của thầy. Mình học món này là để vì mình có thể ra bên nước ngoài và đi du học và có một công việc để có thể tự lập cho bản thân mình và làm ra một cái nghề phụ để ủng hộ cho cái công việc học tập của mình. Ngày cuối tháng 5 2024 thì gia đình bạn Phú từ Bảo Lộc đã tìm đến thầy để học cái nghề sản xuất kinh doanh cái gà rán với 6 loại sốt ăn kèm. Thì gà rán phải nói là cái món ăn nổi tiếng ha, và cũng như là nó được du nhập từ Mỹ là các nước châu Âu và phổ biến ở giới trẻ Việt Nam. Thì bạn Phú có kế hoạch là đi du học ở Canada và cũng mong muốn trang bị cái nghề phụ cái tay trái để có thể là vừa học và có thể về kinh doanh cái món gà rán tại Canada. Thì thầy hướng dẫn bí quyết để làm ra cái gà rán, thì từ cái lựa chọn cái thịt gà, rồi thầy hướng dẫn là cách ủ gà, ủ với thời gian ủ bao nhiêu ha, và đạt cái thấm gia vị. Thầy hướng dẫn cách pha bột để lăn, cách chiên gà ha, chiên gà nhiệt độ chiên thế nào, làm sao vừa chín ha, vàng, điều đó rất quan trọng. Thầy y đã truyền dạy cho bạn Phú cách lựa chọn thịt gà, cách ủ gà, tạo công thức bột, lăn bột, cách chiên gà để tạo ra những đùi gà, cánh gà rán thơm giòn và hấp dẫn. Thầy y đã hướng dẫn bí quyết làm ra 6 loại sốt ngon hấp dẫn như sốt trứng muối, sốt phô mai, sốt bơ tỏi, sốt cay Hàn Quốc, sốt tương Nhật, sốt chua ngọt. Các loại sốt được định lượng để tạo ra các sốt thơm ngon, hấp dẫn và nhúng sốt sẽ tạo ra những món gà rán thơm ngon, hấp dẫn. Và sau khi hoàn thành các món ăn thì thầy là cho mình thử các loại sốt khác nhau mà sau khi mình đã tạo ra. Thì mỗi loại sốt mà mình cảm nhận được á, thì nó đều có những loại vị đặc trưng khác nhau làm cho nó nổi bật riêng của chính nó. Và cái sốt đặc trưng mà mình thích nhất đó chính là sốt phô mai. Và sốt phô mai của nó là nó có vị béo nhưng mà nó lại không gây ngán. Rồi thầy hướng dẫn về 6 cái loại sốt để làm kết hợp trong gà rán. Thì thầy hướng dẫn có những công thức để các bạn có thể làm. Đó, có thể thực hiện lại đó, những cái sốt và khi rán có những cái đùi gà ra mà lăn cái sốt lên ăn rất là hấp dẫn. Nó tạo một cái đẳng cấp để các bạn có thể thưởng thức cũng như là có thể kinh doanh rất tốt khi mà có cái nghề sản xuất và kinh doanh cái gà rán. Cách chiên gà, nhúng sốt, đóng gói thành phẩm đã được thầy y chỉ dạy rất tỉ mỉ. Cách chiên khoai tây vàng thơm giữ độ giòn lâu và những bí quyết được chia sẻ. Sau buổi học nghề trực tiếp với thầy y, bạn Phú đã nắm bắt được tất cả các bí quyết và quy trình sản xuất các loại gà rán và sốt theo hướng công nghiệp. Theo như mình, ban đầu mình nghĩ là việc học bếp nó sẽ rất là khó tại vì mình cần phải học rất nhiều thứ. Nhưng mà sau khi đến phòng bếp của thầy thì theo như mình là mình chỉ cần học một số việc và một số thứ thôi là mình cũng đã có thể vào bếp và mình làm việc được rồi. Tại sao học với thầy dễ? Thì tại vì khi mà mình học với thầy là thầy sẽ có một cái bản công thức đặc trưng cho từng loại sốt mà mình muốn làm. Và mình chỉ cần theo đúng chi tiết những bản công thức đó thì chúng ta có thể tạo ra cái thứ mà chúng ta muốn làm. Và sau đây thì em muốn cảm ơn thầy Y và cảm ơn thầy Y vì cái món công thức gà rán của thầy. Vì sau khi học được xong là em đã có đầy đủ sức mạnh và tự tin vào bản thân em để mà vào bếp và bắt đầu nấu ăn ạ. Hiện nay mọi thứ đã sẵn sàng, bạn Phú đã đủ tự tin mang nghề gà rán của Việt Nam sang Canada để du học.
Chúng tôi chúc bạn Phú thành công, mang những món gà rán thơm ngon và đẳng cấp với những loại sốt ngon và độc đáo, mang tính sáng tạo của ẩm thực Việt Nam đến bạn bè tại Canada thưởng thức, góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam trên toàn thế giới.